Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn tại Top Khám Phá. Là một đô đốc hải quân mạnh không kém gì hai ông bạn già của mình. Thế nhưng có vẻ như Kizaru là một người ít được chú ý nhiều nhất trong ba vị đô đốc tiền nhiệm. Thế nhưng không phải vì vậy mà tác giả Oda bỏ rơi nhân vật này và không tạo chiều sâu cho ông ta đâu. Ngược lại, Kizaru còn là một đô đốc khá thú vị đấy nhé. Chào mừng các bạn đến với Top Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những sự thật về Kizaru nhé. Ý nghĩa khỉ vàng. Có lẽ các bạn đã biết, giống như hai người kia, chỉ xanh Aokiji và chó đỏ Sakazuki, thì Kizaru cũng có một biệt danh riêng cho mình là khỉ vàng. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi vì sao lại là chim chỉ, chó và khỉ hay không? Nếu các bạn còn nhớ phân đoạn Luffy ôm khúc gỗ đối mặt với cả ba vị đô đốc ở Marineford, thì nó không có ý nghĩa gì lắm đến danh xưng này. Lý do mà cả ba vị đô đốc này được đặc biệt danh như thế chính là vì tác giả Oda đã lấy ý tưởng từ bộ truyện Momotaro nổi tiếng của Nhật Bản, kể về một cậu bé sinh ra từ trái đào và phiêu lưu cùng với ba con vật, một con khỉ, một con chim chỉ và một con cờ hó. Thế là trong One Piece, chúng ta đã có chim chỉ, cờ hó và khỉ rồi, còn Momotaro là ai thì chắc tác giả vẫn chưa nghĩ ra. Lấy ý tưởng. Có thể nhiều bạn không biết, thực ra Kizaru chỉ là mật danh, tên thật của ông là Bosalino, một cái tên không có được Nhật Bản cho lắm. Bởi vì Bosalino là tên của một bộ phim của Pháp vào những năm 1970, tác giả Oda đã vẽ nên nhân vật khỉ vàng này bằng cách lấy ý tưởng của diễn viên Nhật Bản Kunie Tanaka, và cũng từ đó cho nên quần áo, phong cách, kính râm và cái tên Bosalino, và thậm chí là cả ngày sinh của Kizaru cũng dựa trên một nhân vật trong phim mà diễn viên này đã đóng khi còn trẻ. Nhân vật Bosalino trong bộ phim Chuck Yaro của Nhật Bản. Và có một điều thú vị hơn nữa, đó chính là phong cách tiếp cận mục tiêu một cách hời hợt và gợi đòn tấn công của Kizaru cũng được lấy ý tưởng từ bộ phim Bosalino của Pháp. Bản thân của Sakazuki. Nếu các bạn không biết thì trong One Piece có khá khá các cặp bạn thân thuở nhỏ như Sengoku và Gap, Smoker và Hina hay Ace và Sabo, thì lực lượng đô đốc của chúng ta có Kizaru và Sakazuki. Tuy rằng nhìn họ có vẻ không thân thiết cho lắm vì tính cách của cả hai có phần trái ngược nhau. Sakazuki thì luôn tràn đầy nhiệt huyết trong việc truy bắt tội phạm, còn Kizaru thì lại có vẻ hời hợt một cách khó chịu. Tuy là rất ít lần mục tiêu có thể chạy thoát khỏi ông, nhưng với cách mà Kizaru chiến đấu có thể cho thấy ông không hào hứng gì với việc này cho lắm, chỉ là vì deadline giấy tới đích rồi mới nên làm thôi. Thế nhưng, tuy chỉ là hai người phong cách trái ngược nhau, nhưng họ đều là những quái vật từ hải quân khi cả hai mới gia nhập hàng ngũ đấy. Và đặc biệt là Kizaru lớn hơn Sakazuki tới 3 tuổi, ông gia nhập vào hải quân năm 26 tuổi, còn Sakazuki là lúc 23 tuổi, nhưng có vẻ họ là một cặp đôi lý tưởng đấy chứ nhỉ? Sức mạnh trái ác quỷ. Ai cũng biết Kizaru mang trong mình sức mạnh thần ánh sáng, nhưng không phải là mang đến ánh sáng cho mọi người, mà là đem mọi người ném vào ngục tối. Để nói về sức mạnh này của Kizaru thì có rất nhiều điều thú vị xung quanh nó. Để cho các bạn biết thì các kỹ thuật chiến đấu của Kizaru đều được lấy từ ba thánh khí của Nhật Bản. Kizaru có thể được xem là một trong những người có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất trong phim, cùng với đó là Ino với khả năng di chuyển bằng sấm sét. Nhưng chúng ta đều biết, Kizaru lại có thể di chuyển bằng tốc độ ánh sáng, thậm chí là tấn công và phản xạ với tốc độ ánh sáng. Nếu các bạn nói cơ thể của Kizaru không chịu nổi áp lực và có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng thì đó là ý kiến của các bạn. Nhưng mỗi lần di chuyển nhanh thì ông sẽ biến bản thân thành ánh sáng để di chuyển, nên không hề bị ảnh hưởng đến cơ thể hay tuổi thọ của ông đâu nhé. Nếu là một fan One Piece thì chắc các bạn cũng biết trái Logia cho người dùng khả năng biến thành nguyên tố đó mà. Và còn một điều nữa, vì ánh sáng có trọng lượng gần như bằng không nên Kizaru cũng có thể biến cơ thể trở nên nhẹ nhàng và lơ lửng trên không trung như các bạn đã thấy. Điểm yếu. Đương nhiên là bất cứ thứ gì cũng có điểm yếu của nó rồi. Và không phải vì ông ta là ánh sáng nên ông ta bất bại.
Tất nhiên là Haki vũ trang cấp cao hay đá biển là có thể dễ dàng tác động lên cơ thể thật của Kizaru. Thế nhưng còn một điểm yếu khá chí mạng, nhưng cũng không hẳn là chí mạng cho lắm. Đó là khi mỗi lần làm việc gì với tốc độ ánh sáng thì ông cần phải tốn một chút thời gian để khởi động nó. Giống như việc muốn đi xe thì bạn phải rồ ga vậy. Và khoảng thời gian này nghe có vẻ như không phải là một vấn đề với người có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng đối với những người có độ nhạy bén cao như Rayleigh thì hoàn toàn có thể ngăn chặn Kizaru ra đòn. Và ngoài ra thì khi di chuyển, Kizaru có thể di chuyển với dạng tia sáng, cho nên ông sẽ phải di chuyển bằng một đường thẳng cho đến khi ông trở lại hình dạng ban đầu và chuyển hướng. Thế nên hoàn toàn có thể đoán trước được vị trí xuất hiện của ông và tấn công chớp nhoáng. Và cuối cùng chính là mặc dù có thể di chuyển với tốc độ ánh sáng, nhưng tốc độ tinh thần của ông cũng chỉ ở mức người bình thường, nên việc mất kiểm soát khi di chuyển quá nhanh là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Anti Shichibukai. Cũng giống như Sengoku, Fujitora hay Smoker, Kizaru cũng là một anti chân chính với đồng minh hải tặc của chính phủ thế giới. Vì những người này tin rằng, mặc dù mang danh là đồng minh đắc lực của chính phủ thế giới, nhưng ai ai cũng biết rằng làm bạn với hải tặc là chỉ tự rước họa vào thân mà thôi. Và Luffy đã minh chứng cho chúng ta thấy được rằng hệ thống Shichibukai nó vô lý tới mức nào. Không hề sợ Ben Beckman. Chắc hẳn là có nhiều bạn vẫn nghĩ rằng Kizaru solo không lại Ben Beckman của băng tóc đỏ nhỉ. Thực sự mà nói thì mình không biết rằng Kizaru có sợ Ben Beckman hay không. Thế nhưng để phân tích cho các bạn dễ hình dung thì nó là như thế này. Đúng là Ben Beckman là một hải tặc hùng mạnh, nhưng các bạn cũng đừng quên Kizaru là một đô đốc hải quân và cũng mạnh không kém gì những đô đốc khác. Và lý do mà Kizaru không tấn công Ben trong trận Marineford chỉ là vì ông không muốn phải tiếp thêm cái băng tóc đỏ vào trận chiến đỉnh cao này đâu. Vì Yuji, bên phía hải quân cũng đã đạt được mục tiêu là sư tử được Ace và hạ bệ một tứ hoàng, nên không có việc gì họ phải gây chiến thêm để tiếp tục trận chiến với một tứ hoàng khác cả. Nên mình nghĩ rằng Kizaru chỉ là nhận ra điều đó nên ông mới không tấn công Ben thôi, chứ không phải là do ông dưới kèo của Ben đâu nhé. Khuôn mặt gợi đòn. Nếu hỏi mình trong One Piece ai là người có khuôn mặt nhiều cảm xúc nhất thì mình sẽ nói rằng đó chính là Usopp. Nhưng hỏi mình rằng ai là người có khuôn mặt chỉ cần nhìn thôi là muốn lao vào đấm cho mấy phát thì mình sẽ nói rằng Kizaru chính là người đó. Lần đầu tiên thấy nhân vật này, mình đã nghĩ rằng thật sự là một khuôn mặt khinh thường người khác. Và đúng là nếu các bạn xem lại lúc Kizaru bị Ben hâm dọa, thì nếu mình là Ben thì mình sẽ cho ông ta thẳng một viên ngay vào giữa mặt vì khuôn mặt gợi đòn đó đấy. Luôn luôn bình tĩnh. Chắc chắn là đối với những bạn mới xem One Piece thì sẽ đều thấy rằng khuôn mặt của vị đô đốc này chưa bao giờ có một biểu cảm nào ngoài vẻ mặt gợi đòn này cả. Chưa bao giờ tức giận hay thậm chí là sợ hãi. Và trong hầu hết mọi tình huống trái ngang trắc trở thì nét mặt của Kizaru vẫn giữ nguyên vẹn ngay từ lần đầu xuất hiện. Không biết là do ông ta quá mạnh nên không có việc gì khiến cho Kizaru phải mất bình tĩnh, hay là vì sống ở cái tuổi này rồi nên ông cũng chẳng thấy gì bất ngờ trước những điều kỳ lạ hay sao. Nhưng để giữ bình tĩnh ngay cả một trận chiến căng thẳng như thế này thì chắc chắn là ông là một người vô cùng mạnh rồi. Đến cả Sakazuki hay Aokiji cũng có lúc sợ hãi hay giật mình cơ mà. Món ăn yêu thích. Có một điều vô cùng thú vị về Kizaru, đó chính là tất cả mọi thứ xoay quanh ông ta đều có màu vàng, và thức ăn yêu thích của ông cũng là thứ có màu vàng chủ đạo nữa đấy. Những món yêu thích của ông chính là miso ramen, gừng và chuối. Thông tin này được mình lấy trong từ điển trực quan của One Piece nên hoàn toàn đáng tin cậy đấy nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.